Đồ Cô Thánh Loan xin kính chào quý khách. Hôm nay ngày 5 tháng 5 2019, Đồ Cô Thánh Loan xin trân trọng giới thiệu quý vị một bộ tranh tứ quý khảm mà VIP luôn, toàn bộ là ốc đỏ lửa vàng tranh. Kích thước là 30 x 1m07, 30 x 1m07, hàng khảm VIP của Đồ Cô Thánh Loan tôi. Bộ tranh tứ quý này, ở đây là một sản phẩm khảm rất chia đẹp. Thực sự ra đây là buổi chiều hôm nay cái thời tiết là nó hơi xấu, và chúng tôi quay nên là nó không thể thấy cái màu ốc đỏ đẹp như này. Ngoài đời thực, nếu mà như ở ngoài đời thực thì khi có cách nhìn vào bức tranh này có thể thấy rất là mê hồn, có sức hút, rất cuốn hút, rất chi là nhiều, rất đẹp, nó quá đẹp luôn. Và cho đây Thành Loan cùng một khách đi vào đường nét chi tiết của bộ tranh từ quý hàng đẹp cùng này. Và mọi thông tin chi tiết quý khách nào có nhu cầu vui lòng liên hệ Thành Loan tôi theo hai số điện thoại 0967 110389 hoặc 0972 770888. Và bức tranh này, bộ từ quý này chúng tôi bán với giá là 30 triệu đồng. Đây là hàng khảm đẹp VIP, khảm rất đẹp, cảnh rất chi là thư thoáng nhưng mà nó rất chi là đẹp. Nguyên liệu toàn bộ là nguyên liệu ốc đỏ Singapore, và đây là ốc đỏ vàng chanh, không phải là ốc bình thường, nó là ốc đỏ vàng chanh. Màu ốc cực đẹp luôn. Đây là chúng tôi là quay cái ánh nắng vào nó, màu nó không được chuẩn mực như ở ngoài đời thực. Toàn bộ cả ốc đỏ vàng chanh rất đẹp, là thửa đỉnh cao của Đồ Gỗ Thành Loan chúng tôi. Tranh rất đẹp, rất giá trị. Ốc này thì mua rất chi là đắt tiền. Những cái giá thành của bộ tranh từ quý này cũng rất đắt. Ngoài ra chúng tôi vẫn còn rất nhiều các cái bộ tranh từ quý giá thành nó tầm độ khoảng 7-8 triệu hoặc là hơn chục triệu cũng có. Riêng bộ tranh từ quý này của Thành Loan chúng tôi nó giá thành là 30 triệu. Rất đẹp, khảm rất đẹp luôn. Toàn bộ là ốc đỏ vàng chanh, đỏ lửa vàng chanh. Rất đẹp. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm này quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ với Thành Loan tôi theo hai số điện thoại 0967 110389 0972 770888. Bộ tranh từ quý này chúng tôi bán với giá 30 triệu đồng. Kích thước là 30 x 1m08, 8. Bức tranh này hiện tại là chúng tôi đang trưng bày tại cơ sở 1 của Đồ Gỗ Thành Loan, nằm tại đầu thôn Ngải Khê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Quý khách đừng quên đăng ký subscribe kênh của Đồ Gỗ Thành Loan chúng tôi để giúp chúng tôi ngày càng phát triển hơn, để phục vụ quý khách hàng được tốt hơn. Và đồng nghĩa là khi quý khách đăng ký kênh của Thành Loan thì quý khách liên tục nhận được các thông báo về các sản phẩm mà Thành Loan chúng tôi là cập nhật hàng ngày, các sản phẩm mới nhất mà chúng tôi cập nhật hàng ngày. Ốc rất đỏ, ốc rất đẹp, bộ tranh từ quý đang tạo ốc rất đẹp. Bộ tranh thì chúng tôi bán giá 30 triệu đồng. Khảm lối thư thoáng, khảm lối Đài Loan, cảnh Đài Loan rất chi là đẹp, rất đỉnh cao. Chúng tôi xin nhắc lại hôm nay là ngày 5 tháng 5 2019, chúng tôi trân trọng giới thiệu bộ tranh tứ quý khảm ốc đỏ vàng chanh, đỏ lửa vàng chanh rất đẹp và đỉnh cao. Bức tranh thì tôi bán giá 30 triệu đồng. Thay mặt Đồ Gỗ Thành Loan xin chân thành cảm ơn khách đã quan tâm theo dõi ủng hộ. Chúng tôi xin được tạm dừng video clip tại đây. Xin chào anh và khách trong những video clip sau.